tỉnh cụ thể hóa và đẩy nhanh triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chúng ta có rất nhiều cái khu nhà ở xã hội rồi. Mà các khu nhà ở xã hội này đấy thì là trong thời gian tới đây đấy, thì không có gì thay đổi, từ đây tới năm 2024 chúng ta sẽ giải quyết là khoảng 1 triệu căn hộ ở nhà ở xã hội này để nhanh chóng giúp cho những người có thu nhập thấp nhanh chóng có chỗ ở ổn định. Mà thường người ta nói ăn cư thì mất lập nghiệp cái này. Cho nên hiện nay thì chúng ta thấy rằng ngay các khu đô thị hiện nay đấy thì cũng đã triển khai các cái cụm nhà ở xã hội này.